Vâng xin chào tất cả mọi người chào mừng à mọi người đã quay trở lại với channel của mình vừa rồi mình vừa mới cập được một cái tin cực kỳ nóng về cái việc là công an Con Tum đang truy tìm một người cướp ô tô đã đánh cảnh sát giao thông để trốn cách ly chiều ngày 1 tháng 4 công an tỉnh Con Tum đã xác nhận chiều cùng ngày tại chốt kiểm tra liên ngành phòng chống dịch Covid 19 ở đèo Sao Mai trên quốc lộ 14 đoạn qua xã Hòa Bình thành phố Con Tum đã xảy ra một vụ cướp ô tô đánh cảnh sát giao thông để trốn cách ly theo đó vào 14 giờ ngày 1 tháng 4 trong lúc chờ lực lượng chức năng đưa đi cách ly y tế tập trung thì một nam thanh niên đã bất ngờ nhảy lên một ô tô bán tải. Chủ của ô tô lúc này là đang thực hiện khai báo y tế thì rồi đã lái xe bỏ chạy về hướng thành phố Kon Tum. Khi bị lực lượng cảnh sát giao thông đuổi theo để chặn bắt thì nam thanh niên này đã có liều lĩnh lái xe đâm thẳng vào xe của cảnh sát giao thông khi bị công an bao vây, nam thanh niên này đã hung hãn mở cửa xe, dùng một cái thanh sắt lấy trên ô tô đánh thẳng vào mặt một thiếu úy cảnh sát của đội cảnh sát giao thông công an thành phố Kon Tum. Sau đó thì nam thanh niên này đã đập vỡ kính của xe rồi chạy trốn vào khu vực rừng núi thuộc địa bàn xã Hoa Bình, thành phố Kon Tum. Trong quá trình chạy trốn, người này còn cướp một điện thoại, hành hung một người dân khiến nạn nhân phải nhập viện để cấp cứu. Hiện tại thì cơ quan chức năng đang tổ chức truy tìm người này. Theo thông tin ban đầu thì trước khi có hành động cướp ô tô và đã đánh cảnh sát giao thông, thanh niên này đã có biểu hiện là chống đối ngay từ lúc đến chốt kiểm dịch và không chịu hợp tác. Người này không chịu khai tên, không đeo khẩu trang và khi 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 được nhân viên họ cung cấp Vâng như vậy thì hiện nay thì người này đang trốn tại một cái khu vực vùng núi thuộc địa bàn của xã Hòa Bình thành phố Cầm Tum. Vâng như vậy đây là cái thông tin mới nhất mình vừa cập nhật được về một cái thanh niên đã liều mình cướp xe của cướp xe ô tô để trốn cách ly trong khi đang chờ để được đưa đi cách ly thì người này đã cướp một cái xe bán tải của một cái người khác họ đang chờ để khai báo y tế và đã nhảy lên xe này cướp bỏ chạy. Khi bị truy đuổi thì hắn đã xuống dùng xe tông thẳng vào cảnh sát giao thông và lúc sau khi xuống xe thì nó đã dùng một thanh sắt đánh lại chống đối lại phía cơ quan chức năng và đã trong cái đường trong cái đoạn đường hắn bỏ chạy thì đã đánh thêm một người dân và cướp đi một điện thoại. Vâng, đây là những thông tin mới nhất mình vừa mới cập nhật được. Có thông tin gì mới mình sẽ lại cập nhật cho mọi người sau. Video này mình xin được kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.